trèo đây là công viên môi trường tại đường Vàng Xuân bên dòng sông Kẻ Vàng đó. Bây giờ có được một cái khoảng công viên đoàn thôi và vài trăm mét, còn lại chắc là phải lần lượt sẽ làm đợt khác. Mùa mít xanh ngày hôm nay Huế tiếp tục nắng nóng. Dạ, Yên Vui xin chào tất cả mọi người. Ngày mới em chúc tất cả bà con luôn vui khỏe, cùng em thăm Huế. Em đang có mặt ở đây là thuộc phường Kim Long bên dòng sông Kẻ Vàng, nhưng mà công viên thì mới được đoạn đầu kia thì chưa mừng. Đây là đường Lê Tự Nhiên. Lê Tự Nhiên, khu vực này là khu định cư của Kim Long. Đường này sẽ đi lên từ phía sau của chợ đó bà con. Khu định cư Kim Long là rộng lắm. Đường ngã rẽ ngã tư của khu định cư Kim Long Bửu Bình này, Nguyễn Phúc Thải này, rất nhiều tuyến đường ở đây. Đường này đi ra khu quy hoạch trước mặt chợ. Dạ, Huế tiếp tục nắng nóng ngày hôm nay 17 tháng 6 năm 2024. Dự báo Huế từ 26 đến 37 độ C. Gắt nắng trong những ngày qua, và dự báo về chiều tối thì có mưa giông vài nơi. Bên kia là chợ Kim Long. Đó, đường thì mở từng đoàn chứ quy hoạch hết cho mọi người. Chợ Kim Long đường chưa thông nhiều nơi nên là phải đi bắn. Chờ sáng Kim Long lúc này cũng còn sớm cho nên là nhiều mặt hàng chưa dọn đó. 7:55, 8 giờ sáng đó mà. Và đây là kiệt đi ra hướng đường Phạm Thị Liên. Ở chợ Kim Long nằm trong cái kiệt ấy, là của khu quy hoạch Kim Long. Mai một khu quy hoạch đã xong hoàn thiện đó thì chắc nhìn ra là khu nhà ở dân cư đó đông đúc hơn. Bây giờ trước mặt chờ vẫn còn vắng người ở đó. Dạ, về tuyến đường Phạm Thị Liên
bệnh viện Tâm Thần Huế nằm tại khu vực này. Rực rỡ luôn, mới sáng sớm 8 giờ kém đó, mặt trời cũng đã lên cao. Đường Phạm Thị Liên à, vật đầu đường cũng đông đúc dân cư, cửa hàng quán buôn bán số bộ đó. Đường chúng ta đi vào Phú Mông, mình như đi thẳng, bây giờ có cái cầu người ta đang làm, cầu đi thẳng qua đường Lê Dũng, bây giờ được mở rộng, đang thi công, và đường Phú Mông bây giờ sắp hoàn thiện khu vực đầu đường, để chắc có thể người ta sẽ làm cống viên. Ngày nay sông nhỏ được cào vét xây bờ kè, chỉnh trang đô thị rất là đẹp, đường đi bộ ven sông, họ cả lăng cáng nữa, cầu đi bộ và đường đi trong này, nhưng mà ngoài sông có cả đường đi bộ nữa bằng cầu gỗ. Nhà vườn Phú Mông nhiều lắm bà con. Đây, những cái cầu đi bộ như vậy được làm bên tuyến đường Phú Mông hướng ra dòng sông nhỏ. Còn thì đường của công viên, nơi nào em thấy khu vực đất rộng thì người ta sẽ có đường đi bộ bằng xi măng, còn hẹp đất thì người ta sẽ có cái cầu đó. Đài luôn, một bên thôi, còn bên kia thì cũng là đường đi bộ, rồi lan can ra giữa dòng sông, sông nhỏ. Và dòng sông như thực ra đây là như một cái khe nước, cái hỏi, nhưng mà nó cũng là dòng sông, như dòng sông nhỏ gọi là con kênh lời nóng đó, đưa được từ phía sau cảnh đông của khu vực Kim Long Phạm Thị Liên đi vào sông Hương. Cầu đường Phú Mông xanh bồng hoa cũng được chỉnh trang lại hết rồi, đèn điện còn vài tháng nữa là tuyến đường Phú Mông này sẽ đẹp. Còn hai đầu thì vườn công trình làm rất là lâu, ở khu vực giữa đường là đã hoàn thiện đấy, đường đã nâng cao cả
năng mùa mưa lụt thì mai một ngập cũng cao lắm đó, thì có đường còn nâng lên cao đó bà con. Đó, đường đi bộ này được đan rải bằng dàn sắt khung sắt đẹp đấy chứ, còn nó dài lắm, nó dài phải vài chục mét. Đó, rồi tiếp giao là một con đường bê tông. Đó, đoạn nào mà địa hình mà đất nó nhỏ thì người ta sẽ làm cái cầu đó, để làm nhìn cho mà hình dạng cái tuyến đường nó rộng hơn, nó đều hơn bằng cái lăng can cầu đó. Đó bà con thấy này, thay vì chỗ này người ta lấy đất ra nhưng mà người ta sẽ lại làm cầu đó, ở duyên chứ. Anh cần đi nhìn này, kiểu dạng mới mẹ đó, đoàn với những đoàn rồng mấy cái độ râm lê để có không gian. À, bên kia thì có câu chứ không phải là không có đâu, bên kia dòng bên này đó. Như vậy là đường cũng mong mái một, hai bên giống nhau. Ừ, bên kia là vì còn tổng dài hơn nên người ta sẽ làm cái câu dài xíu sụt lắm, đẹp chứ. Đây là khu vực đầu đường này, đường ra Kim Long, mặt sau này nhìn thông tin nhiều và khúc cua rồng người ta đang làm đó. Wow, đồ những cái mỏng bên kia làm cái câu xuyên sụt ra bên kia luôn đó, thấy chưa. Tôi chắc mai một cũng phải dây to một vài ngôi nhà ở đoạn như con đường này cho đi thông ra thì trước, còn thông là đường của mong là bên đi rồi. Đây là cầu đường đi bộ thôi, khả năng sẽ giải tỏa cho thông ra luôn. Đó là đầu đường đó, năm xưa này đây là bà con được bao nhiêu là hàng cây cối úng tùm, sông con nước thì nằm giao với đường Kim Long. Rồi nay mai sẽ có thêm cái cầu vượt sông Hương Miền Hoàng khu vực này nữa. Đó, lấp ló và tập xuất hiện những cái vài cầu màu vàng đây đó. À đây này, người ta đang giải tỏa khu vực cầu đường để đi vô khu vực Phù Mông này bà con này, làm cầu nở đường rộng hơn. Cây dừa đang chặn lại khu vực này, sẽ giải tỏa mấy ngôi nhà luôn để làm thông con đường đi lui dọc theo dòng sông Phù Mông. Đây là bên cạnh đình Kim Long. Đó, và tiếp tục đây nữa, cây cầu vượt sông Hương Nguyễn Hoàng 2025 sẽ hoàn thiện đó. Ghê chưa, bước qua năm thứ hai rồi, bên trong là thấy những cái vài cầu bắt đầu nối nhịp rồi đó, và những cái mỏng cầu ra ra đến khu vực sát với cái hàng rào này rồi này, giao với đường nữa. Tìm cầu sẽ đi qua đường Nguyễn Hoàng, và đường Nguyễn Hoàng sẽ mở rộng. Kim Long đi lên Hương Long thì cũng nhiều công trình lịch sử như chùa Linh Mụ,
Quán Thành Miếu. Bên dòng sông Hương thơ mộng. Dạ. Những hình ảnh hệ sáng nay ngày 17 tháng 6 năm 2024. Tiết trời dự báo ở Huế từ 26 đến 37 độ C. Huế vẫn nằm trong cái đợt nắng nóng. Vẫn nằm trong chuỗi nắng nóng. Hy vọng bà con mọi người biết trên Huế cũng yên vui ngày mới. Những nơi mà Huế đang xây dựng mới, hy vọng bà con biết thêm cùng em nhá. Và em sẽ còn tiếp tục gửi đến bà con những hình ảnh về Huế trong những tập tiếp theo. Còn bây giờ em vui xin kết thúc video. Khi xem mọi người không quên nhấn like, đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi nhiều video mới em cập nhật về Huế. Và một lần nữa em xin chúc tất cả bà con luôn dồi dào sức khỏe bình an. Em vui xin chào và hẹn gặp lại mọi người.